Đây, xin giới thiệu với anh em ông cầu thủ Lisa top 1 Tống Kim ngày hôm nay. Cầu thủ Lisa được 137.216 điểm Tống Kim, hơn mình 37.000, 30.000. Người chơi 202, mình được 177 và tử vong là 42, tử vong hơi nhiều, liên chạm 22. Ở đây là cầu thủ Lisa hạng 64 server. Đây, cầu thủ Lisa mang kích đây này mà, đi ngựa chú dạ này. 10-40, nội lực 56, 13-40, sinh lực 79, di chuyển hết cả 12 hệ kim. Như vậy cao thủ này là mang 5 hành thủy, áo phục hồi 40, sinh lực 110. Đai lưng khăn lôi 27, sinh lực 52, đuôi dài tốc 36, sinh lực 139, chuyển hóa 4, khăn độc 7, hết cả 5, hết cả 5, làm chậm 40, may mắn 3, sinh lực 115, khăn lôi 28, sinh lực 12, làm choáng 40. Như vậy cao thủ này mang trên mình là 40 choáng, 40 choáng là 120 choáng, 120 choáng anh em ạ, và 40 làm chậm, khăn lôi 28, 27. Và đây là cái này hình như may mắn 3 luôn, ghê gớm thật. Khả năng đây là võ đan anh em, khả năng đây là võ đan anh em, Lisa môn phái cao thủ võ đan, biết là võ đan hay phải gì đây, thiên nhẫn phải không? Tại mấy server này có chuyển phái anh em ạ, nên là mấy ông nội này chuyển phái liên tục à, nên là không biết là phái gì luôn. Thúy Yên phải không? Thúy Yên cũng không phải luôn. Lisa chào bác Hùng Hực TV, cấp 100 lên chậm thật đúng không bác, cấp từ cấp trăm lên tới mấy tỷ kinh nghiệm rồi anh em ạ. Đây cấp một cấp là 1 2 tỷ 2, cấp 108 là 2 tỷ 2, ghê gớm không. Đó, chúng ta vừa được xem cao thủ Lisa top 1 Tống Kim server Lạc Sơn Đại Địa của võ công truyền kỳ .net nha anh em. Nó anh em nào thấy trận Tống Kim một bên là 201 người, bên 200 người. Đó, anh em nào muốn thử sức một trận Tống Kim đông thế này thì anh em ghé vào trang web là võ công truyền kỳ .net, anh em tải game server Lạc Sơn Đại Địa nha anh em. Đó, hôm nay mình top 12 anh em ạ, quá đen. Quá đen luôn anh em ạ. Rồi cảm ơn bác Đỗ Toàn, cảm ơn bác Trần Hoàng nha. Quá ghê gớm luôn, mới soi đồ ạc top 1 cho anh em xem nha. Thúy Hà cao thủ Thúy In này thì mình sẽ bữa nào mình soi đồ tiếp nha nè. Nên là anh em cứ theo dõi fanpage của mình để biết được fanpage cũng như kênh YouTube mình để xem những đồ của các cầu thủ top Tống Kim nha anh em. Rồi, buổi livestream của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn tình cảm anh em rất là nhiều. Chúc anh em có